Hello everybody. Okay, now we learn the new word first in unit 18. Both. Both. Chữ verb. Character. Character. Chữ noun. Tumor. Tumor. Chữ noun. Moral. Moral. Là ni đa tu chữ adjective. Pity. Pity. Là ni đa tu chữ noun. Police. Police. Là tư chỉ verb. Plot, plot, which is noun. Predicament, predicament, là tư chỉ noun. Problem, problem, chỉ noun. Quarter, quarter, chỉ noun. Setting, setting, chỉ noun. Solution, solution, which is noun. Stroll, stroll, which is verb. Seek it, seek it, which is noun. Toss, toss, which is verb. Wake, wake. Thông ra dương sử sư ở mình ế thế này khi thầm ế xin lọt lửa phua cho nè. Which is noun. Hello everybody. Okay, now we learn unit 18. Creative writing. Nước non mê riêng này cứ miên cô nóng hơi bố lên chơi write a short story ingredient of a good story mê này thà bởi vì vì đi với học trường xong á hộ bà hái học trường xong trường tê nếu như là phần này xong đi rương ra lọ mùi. Crossword puzzle. Complete the puzzle with the word from the box. Write them in your notebooks. Nó còn nói mình bộ. Bộ nó mới đây thà chữ word. Group. Our group. Character. Character nó cứ tù ổng character. Tumor. Ta cũng play như nó tumor. Moral. Ta mình sẽ là thò, rất là nơi sẽ là thò. Pity. Chỉ nói là cái đây ảnh đặt số. Chỉ kì sắp mình là ảnh đặt. Police. Police nó cứ thôi rồi lông cắt ấy. Cắt thôi rồi lông ấy. Plot. Plot nó mới đi ra cần lại cắt hạt. Problem, vấn hà. Problem, vấn hà. Water, water thì mới đi ra lụm nấu thang. Water. Còn đá cái xe ở bên A. Setting, setting chất rất là chạ. Đây nhé. Solution, lụm nấu sài. Chỉ noun solution. Wake. Wake nâng mình nên thà prak khai. Prak chunul. Wake nâng khó bị salary. Wake nâng cứ bạc mà tật mà đong. Rồi gọi bạc tạm ngày nâng hào wake. Nhưng là prak chunul á. Prak khai nâng là prak chunul. Mình chỉ cho prak chunul. Bỏ prak khai nâng cứ bạc tạm khai nâng hào salary. Chúng con bốn mơ này cứ chỉ là bài crossword puzzle mùi. Chúng con ai bông bình nó để xa. Mơ nó không biết việc là sự chụp bài tình. Và nét nó giúp hấu vì chụp bài. The message which you understand from the story about how you should or should not be held. Cái đó xa đài nhạc dừa. Vì rửa muối, ông pi được biếp ra nhạc cua. Rứa có mình cua, rập rập. Chẳng ý kê, định bày nặng. Moral rứa có mạch. To wrap something, wrap nó đọc chút. Vậy vậy, đời pra ngay muối này cả nặng, loss. Rứa có đọc, nằm bay xong ạt vía, thua vía, lưu rồi lồn. Xoài. Rồi luôn gọi mình phải lưu lưu lại á
Negapolis. A person represented in a film, play or story. Một đồng nẹ đại kia đồng nàng ơi nó không còn muối phơm nó còn nó còn không mình phiền mình phở mấy cái phiền nó còn xa bị dồn muối nó còn là khó nó còn rường cho người kể character. The main event of a play rất là ca sầm khăn này rừng là khó nó còn rường nó còn phiền dồn phiền trên khảo kể setting. A situation, thân phiệp, person, monomania, rứt có vầy vầy đại trao ca attention, and need to deal with, or so, deal with the sry, rứt có the sry, cái ngày kể là solution. The time, pavilion, rứt có the place, the can lie. Dial action, scam a peep, principal mối, rưu gọc sai phụ yến, rưu gọn rưu khao tạ lạc. Setting, rưu gọn mạch, rưu gọn plot. To ban, your head, ban nâng cư aon, rụp, aon kha ba lạ bảo nẹ, riêng cài, chú thật cạn. Chỉ vì xếch, chỉ rụp biếp mối đề ca bằng hai nửa nam nẹ đời kô rụp. Chẳng ai kê, bỏ ra là rưu gọn ai. Vậy nó cứ mình tha prạ chân nôn salary nó cứ prạ khai. A fixed amount of money that is paid usually every week to an employee cho nó cứ vậy. A room or house that has been provided especially for servant or soldier khi nào bận tốt rưu gặp tiết đài trao bàn khi bà lao chi vi xét xâm rạp sơ vấn. Sơ vấn này thì mỗi cư hào thà nhỏ bẩm ra. Có civil sơ vấn hay tất năng một trái địch ca. Rưu có soldier thì hiện hay năng cửa xa rộng bóng phụ quạt năng. Đâm bay rụt nào. Chính gạo quạt. To answer to the problem. Chẳng nghĩ tha chấm lại chấm phục bánh hà mùi chẳng ai kể sự lực sân với gọi ai kể. A state of your feeling sự phê vẹn này ở rộng rộng bọn nẹ chẳng sự phê vẹn này ở rộng rộng bọn nẹ nó cứ ai kể chú mơ rồi gò phí thị. To feel sorry for someone, trong như ta sống tố sọc sợi xâm rộng năm năm nè. Ok, pity được gọi ok. Listen to the story and answer the question. Đọc từ rướng, hay chlai xâm nô. Does the boy think he is rich or poor? Ta mây bró nó cất thạc quạt nó miến rước ốc rõ. Listen again and answer the question in your notebook. 1. Who are the characters in the story? Ta tu ong no krong rưỡng cư nà nà khla. What is the setting? What do you think the problem is in the story? Ta nẹ kật thà bà nhà hà nâng cư ấy no krong rưỡng nà. How is the problem solved? Ta panha terban ke dasra yang mic. According to the moral, yung to tam moral. How do you think? Ta nak kata nak kua ta mina kapeke ya yang mic jumpuh menurut data itu. Moral thì trong dưới ta đồng lầy ở bộ rộng rưỡng đúng không? Moral. Chứ phôn trong sẽ đọc thêm mới. Ta phụ này sẽ đọc bản này thế. Script 6.18.1. The king and the poor boy.
In a small village near the edge of the forest, there once lived a buffalo boy who had no mother or father. His uncle, who was the chief cook for the king, pitied the poor boy, so he invited the boy to stay with him in the palace. The grateful boy worked hard to help his uncle. He washed the plates, polished the cups, cleaned the dining room tables, and mopped the floors. At the end of each month, his wages. Now the king frequently inspected the palace quarters. He had often noticed how hard the boy was working, mopping the floors or polishing the cups, and always cheerfully and in good humor. One day, the king asked the boy, "Do you receive wages for your hard work?" The boy bowed and said, "Yes, I do, Your Majesty. I earn 6 cents every month." Then the king asked, "Do you think you are rich or do you think you are poor?" "Your Majesty," the boy replied, "I think that I am as rich as a king." The king was taken by surprise. "Why is this poor boy talking such nonsense?" he thought to himself. Once more, the king spoke to the boy. "I am a king, and I have all the power and riches of this country. You earn only 6 cents a month. Why do you say you are as rich as I am?" The boy laid down his broom and slowly replied to the king, "Your Majesty, I may receive only 6 cents each month, but I eat from one plate and you also eat from one plate. I sleep for one night and you also sleep for one night. We eat and sleep the same. There is no difference. Now, Your Majesty, do you understand why I say that I am as rich as a king?" The king understood and was satisfied. Moral: in the most important things of life, all men and women are equal brothers and sisters. End of. Ingredient of a good story. Thiệp xong này riêng là lọ muối. Ta trao miên ingredient nhau mình. Character, tù ống. Setting, ca xâm lái, chốt chạm. Plot, cả lại cả thạch. Character, we know them by what they look like. Dương đăng tha phụ kế, nó vậy đại phụ kế mơ tâm bình lại cả nạn đôi mặt đấy. A way the book in the yay, hay way the book it would. Once upon a time, Kapi Brainy, there was a sweet little girl, Mink May Sraitoi Srasan Mne. Everyone, there are all here, let that band jump in, Jojan Ninking off. But most of her grandmother, Kapan Tai Pitcher Ram Ninking off near, chỉ đối nó bọn liếng, nẹ đàm mình đăng tha ở vầy đàm bầy phá đó tôi ở mình sẽ rách bằng tòa tiền. Bên nước, one, she met her a foot of red velvet. Nếu bạn thưa, mình rằng, nếu bạn thưa ở quán nâu a foot of red velvet. Mình thấy thà, foot nâng cư chia còn nặng. Velvet nó cứ bò cả mình vậy, rồi nạp bò cả mình vậy môi. The little girl, mấy sợi tội nó cho chất cả nạp. Cả nạp cổ bà. Thì rốt những cái hạt được bay dân khổ qua nhé. Nạp khổ qua là dân tự tu nhé, tự xài nhé. Nà, vì chứ này hả, nếu miên, nếu mình bàn bẹo vậy xây thì chạp tăng bì bàn tự tu liền mộ. Chắc tao vì đúng mộng đúng một đứa bạn hào niên thả Little Red Riding Hood. Mà đi bốn lọc riêng đang bị riêng môn đó. Little Red Riding Hood. Còn chú chất vẻ gắn. Setting: the place and time where the story happened. Tì cần lái hai nâng bê và lía đè rương nó cứ cạn lạc. In a faraway land, a poor woodcutter lived with his family. Once upon a time. Plot: the sequence of events that tell the story. The sequence mean that lom đập lom đòi. Lom đập lom đòi này pratica đây là dễ đường. Character introduced: once upon a time there was a sweet little girl.
People had called her Little Red Riding Hood. Problem occurred. Bánh hà cả lớn. The wolf thought to himself. Sky chỉ cho bàn cất để cứu quả thạc. This night jungle. Mây sợi tôi đỏ sản ní. Is delicious mouthful. Mình này chẳng ngành mòn nào. She will taste better than the old woman. Nhưng đừng biến rút chết lo chiến sắp trầy vây chùm nạc nó. The problem is solved. Bánh hát ra bàn kỳ đọc sài. Then, Little Red Riding Hood grabbed some light heavy stone. Bàn kỳ chọc dọc đồng mò thôn thôn lọt thôn khla. Để phil bộ kế bàn đặt riêng cài robot. Chúng ta chỉ chọn ở bên chỉ mua những đồng mò nằm. Nó về đề việc nhạc láng, việc chi dương rập đồng mò nó ngôn về để thuở việc đua lấy còn ngọt tập. Và đi cứ rương kế. Listen and put the picture in correct order. Sđắp. Hai nền đạo rụp tiếp nó không nôn rập trầm trào. Chúng ta ôn chăm sđắp. Tape script 6.18.2. Last Saturday, I was sitting at home when my friend called and asked me if I wanted to go to the shopping mall. We went shopping for clothes in the department store. While I was waiting to pay, a man stole my purse. The security guard was watching on the security camera and saw everything. The man was arrested as he was leaving the store. End of tape script 6.18.2. Use the prompt to tell the story to your partner. Mình đã prap bị bấm rap, bị đại kế prap hay nữa. Theo prompt. Đồng bày prap rước tổ đại cú bỏ nẹt. Call. Ask want to go shopping mall. Shopping mall là những tên gì bán? Shopping mall. The city mall lòng bây nhé. Shop for clothes department store. Department store nó cứ hàng dùng lên thông thông. Where to pay? Rồng chăm bọn lấy. Man steal my purse. Bộ rộng mà nè, man lùi cổ bộ bọc nhầm. Purse nó cứ cổ bộ. Lời khổ vậy nè. Security guard là nè dùng son sọc quỷ mở. Chào. Watch on security camera. Mở camera xuất hiệp. Security camera. See everything. Khơi vậy vậy được không? Arrest. Arrest nó cứ chạp luôn. Arrest. Leave the store chạy trên bì hàng. Start the story. Chẳng phôn ai đọc càng lớn hay ai sơ xê rừng định biện đằng bàn đấy. Last Saturday I was sitting at home when chẳng mở. A man and his horse brought hai nâng xe rồi bọc quạt. Unscribble the letter to make the correct word. Write them in the notebook. Chương 4 mời. P.A.K. Read the story and answer the question. Why was the elephant worried? Hai đầu ấy ban chia sát đồng bầy nó cứ bụi vào lòng này. How the hare sell the elephant's skin? Cái hè nó cứ tình sai á. Để tình sai tôi như gào ta hè. Cái hào là tình sai slug, tình sai prey tôi như. Và tình sai nó gào rabbit. Thông thông là rabbit là nó cứ hè. Tình sai mình là phê class tui nhờ class thông. Chân lượng biếp đồng bày tình sai chui xuống cua. Spike đồng rầy.
chui cột trong rẫy. One day, ngày muối, clever brother here. Ngày muối bong tuần sai tờ chlan. Kompong ta trolling in the big jungle. Kompong đai trong prey đã thông muối. Tí cân lai đại quật bàn chụp sắt đồng rẫy. Brother elephant bong đồng rẫy. Thì a quật su. You look worried. Nẹ mơ tớ cứ prui barom. And then, is it true? Ta vi bật thế. Who is me? Who cực nhộn? Brown brother here. Phổn tuần sai. Brother nó nghe này là bong được phổn á. Phần tay được xa vì hào brother được cái này chứ. Chứ nhìn bỏ ra brother lại tuần sai lại nếm này thả phổn. Phổn tuần sai bọt nào. The elephant answer. Tùm rầy nó cứ chạy tỏ. I'm worried. Khi ông bùi bà rộng nè. Hãy lão nè. Mà sao mình khi ông bàn rập chỗ. Tâu thay cờ. Hãy gọt bàn này dây thà gọt chong xì khi nhộng. Chỗ đó khá. Nữ cứ chưa mô là để khi ông bùi bà rộng nè. I'm so scared khi ông phải khai nè. Khi ông mình đang thật. Ở quay để trở thuở tế. Is that all? Và sân nó cứ chẳng. Cứ việc bà nhà hai. Don't be upset. Không bị bà chật. Nhưng lần chui. Set the hair. Còn lần xài nó cứ bị dậy. The elephant extremely. Extremely nó cứ dạng khăn. Relief nó cứ thu chật. Thu sbai. À đồng rầy nó cứ thu chật. Thu sbai dạng khăn. Làm bay để bàn lưu được đi. Hai con dây thả. I'll do whatever you tell me. Khiêm lần thơ ở quay đàn nhạc bàn rạp nhau. Well then, well, mà tỏ bình nụ mốc. Cô đừng bà tuần xài nâng đi dạy thả. Mịt mi chụp nhau là tí nít ngay xài. Cùng prui bà rõm ông pi ở quay mùi. Mà tỏ bình nụ. Mình thả đồng rầy nâng có bàn tàu lâu được bọc quả tàu. Mình thả tàu thôi. Kalai kot kuih tau. Next morning, prak mentok mok sat lembrai telap mojuk. Golden side. The jungle was hot. Pray nung ke kerau nah. Ngim sengat hai. Freestening. Pray nung ke sengim sekerau. Hai sengim sengat. Ngim sengat sengom lah. Quiet and freestanding. Nghĩa ngạc là ngôn mỏ. Côn tuần sái ban lang tàu non nồng rầy căn. A long piece of bamboo. Mình này thà bamboo nó rửa xây. Rửa xây một cọc về. Nó không đầy mùi. Nó ai lớn nè nó về để khi nhom bàn bà nè nấu này thằng chuối ban prap nấu sạt đồng rầy nè sru nè nè có vị có bà tàu thằng chuối nhau nó về khi nhom bà thằng slam nghĩa có bà tàu thằng thằng slam ok sạt đồng rầy nó cứ dở pro before the long the hair bị môn bằng dù vậy nó sắc tầm sái bàn khơi strong tiger là khla khla nó bàn lẹp buôn nó còn bị công bồn mùi và bốc acting vỡ đôi chia mình bàn khơi còn quất chạp làm viên sắc đồng rầy đồng bố nâu lại càng chuế còn tổ mất càng sử đạm. Đầm rấy nơi tài nghĩa có báo vì mặt kháng tôi mặt kháng. Cô rõn tài cần tuần sai bàn bạp gọn ôi thừa. Đời khơi bạn đi. Khla mình đang thả ở với đẹp râu thừa. Nó mạch đề. Vì bạn đề nâu xin nghiệm hai mượn. What type of creature is this? Ta viết cư chữ sạch và phê đầy tạo. Creature.
watching on. So tiny yet a bone. Cho người ta tội mệnh tên ai capture ai chắp sắp đầm rây là thùng bẹp nên ngồi bạn. He became afraid mình là vì nó cứ khai ta bất mệnh khai đầm rây cứ khai ra tuần sai nó lên. The longer you tấu quạt bàn cực vì cà phê khai nó cứ bỏ sắp khai nó cứ càng đại viên rùa là vì càng lãng á grow mà bị grow. Đích he slip off. Vía có chạm trên tôi không pray đâu ngừng ngật mình đâu. So sang xong quân nộ hiệp quay xa đó bỏ sát vấn xài. Đi lệ phấn sát đồng rãi ban chênh bị đọc xài vì bánh hạng bàn. Traditional Khmer story. Chỉ rương Khmer Puran Vây lý. Rương Khmer gì. Copy the table into your notebook. Complete the table with information from the story. Nhưng bốn ai mơ rừng gạc lời đó hay số C đã chỗ mất. The old man and the monkey. Bộ rõ quay chùm nát hay nâng sắp xóa. The picture is worth a thousand words. Chẳng là rụp hiếp nó cứ mình làm lại rõ bọn biệt. Complete the table below by looking at picture. Use your imagination. Imagination cứ cao sầm áo sầm áy á. Bà cao sầm áo sầm áy bọn nè. Be creative là bay bằng cao bìa. Mean character, setting, situation, vocabulary. Bọn mình chạm tới rừng nâng cứ mình đã bỏ rõ. Nè lụt mũa. Rừng không ai yên thế. Bộ rõ kẻ lũ mũ còn lưu mũ yếu tật lũ. Về còn hợp với còn tổng quỳ phòng nằm chơi. Phòng nằm chơi xoa về khớn. Xoa về khớn chốc mà dồn mũ bỏ qua thằng ốc. Về còn nhạc thì đi bình. Mình là xoa dồn mũ bỏ qua thằng ốc. Trên còn thường mạnh thì bỏ xoa năng dồn mũ dồn mũ ấy thường mấy còn bàn xốp còn ơi. Chính quan thờ vị thị bọc bọc tàu bọc mò bọc tàu bọc mò bọc hoài quạt bọc mình. Được nữa. Chính nó có nông rừng mê riêng tì tập phòng bảy nó cứ bốn dấu lấy bí cả bằng cách thì là creative story, creative writing. Bốn ai chạy sơ xê rừng bàn ở con tàu bị bốn riêng mê riêng tì tập phòng bảy này. Bác xuống một con bồn bồn đừng ốc để bàn chùm này về với lý mở video mê liên lục lúc tăng vị đá hốt lại chọc. Goodbye.